Vâng, xin chào anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu đến anh chị quý khách hàng là cái con xe Crew 2014. Mẫu 2015 rồi, model 2015 rồi. Xe rất là đẹp, quay sơ lược bên ngoài anh chị xem. Xe này thì rất là đặc biệt nha anh chị. Xe này một chủ mua mới, đi có 30 mấy ngàn cây thôi. Rất là đẹp. Xe thì bên em đã xem và kiểm tra rất kỹ rồi, thì đây sơ lược bên ngoài quay cho anh chị. Và anh đi đến những phần chi tiết để anh chị không đi được xe 30 mấy ngàn là mới thế này. Thì Crew em bán nhiều nhưng mà đi 60-70 ngàn thì hay có, mà cái 30 mấy ngàn có đây. Đèn là phải mới, nó phải mới đều từ bên ngoài thì đến bên trong. Còn mà bên ngoài mà 20 mấy ngàn cây hoặc 30 mấy ngàn cây mà bên ngoài nó cũ thì nó cũng không có giá trị. Xe rất là mới, xe mấy 30 ngàn. Lớp Michelin đó, xe đi 20-30 ngàn cây là heo dòng, còn mới lắm, còn phải 7 màu, cái lông xuống màu chì nha anh chị, cái đi nhiều nó sẽ xuống màu chì đó. 4 thắng đĩa nha anh chị, loại đời cũ là 2 thắng đĩa, đây là 4 thắng đĩa ABS rồi. Crew, chiếc led Crew form rộng rãi, con cúp hạng C rồi, rất rộng mà giá rất là phù hợp trong tầm tiền đó. Keo chỉ nè, tất cả đường keo rồi đi nó từ anh chứ, có gương gập điện nha, gương tay nắm gập điện hết. Ghế thì rất là mới, ghế hầu như là mới tinh. Rồi đến tiếp theo là cái phần vô lăng, cái vô lăng cực kỳ quan trọng nha, đối với những cái xe đi cây số anh chị phải nhìn vô lăng đó, vô lăng nó phải mới như này, không có dấu, không có mòn. Đây mòn rồi đi chứ, dạ, rất là nhiều rồi. 39 ngàn, con số 5 cấp đó, từ tắp lô tắp bi rất là đẹp, 2 túng khí. Đây là có 2 cái lo chép nhỏ, chủ xe em rất kỹ nha anh chị, bọc ni lông hết rồi, ni lông bì hết. Xe này thì thuộc dạng cũng gần như là xe lướt rồi nha anh chị, tại vì nó rất là đẹp, ít có chiếc nó đẹp như vậy. Nội thất này, ghế ghế còn mới tinh đó, cửa nẻo ghế này, sàn nó còn rất là mới, xe này rất trong tình trạng rất là hoàn hảo nha anh chị. Anh chị nào mua thì cũng rất là yên tâm với cái xe này, bên em thì đảm bảo về chất lượng, đâm đụng ngập nước là em trả lại xe, tại vì bên em là công ty nó là có giấy cam kết bảo hành bằng văn bản đó. Em đi tới phần cốp sau, thì cốp sau thì khá là rộng rãi, trong cùng phân khúc sedan thì em thấy cái phần Crew là rộng rãi nhất và chạm rác chạy rất là tốt nha. Nè, lớp sơ cua chưa hạ nha anh chị, mấy chị chiếc đằng sau còn mới tinh. Xe rất là đẹp đó, cửa nẻo là nguyên hết, nguyên bản hết. Xe này ở trong ở thành phố thì người ta rất là ít đi, tại vì em hay tìm những cái xe mới á, thì vô thành phố em tìm được thì dễ hơn. Em có hệ thống nhân viên với lại các anh em thợ thuyền giới thiệu mua chính chủ, em chấp nhận mua giá cao nhưng mà chỉ bán khách hàng thôi, chứ còn lái thì khó mua em được á, tại vì em mua xe đẹp thôi, em không có thiên, bên em không thiên về lợi nhuận lắm, chỉ có mong muốn kiếm được xe đẹp về bán giá hợp lý, bán nhanh cho anh chị thôi. Thì xe này em đang chào bán với giá là 310 triệu nha anh chị, đời 2014 hết trả góp rồi, không trả góp được, 2016-17 mới trả góp được. Thì anh chị nào quan tâm mà mua tiền mặt ngay thì liên hệ em 276 Nguyễn Tất Thành, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai để xem và trải nghiệm. Video thì em quay sơ lược, thì mong muốn có những cái sai sót gì đó thì mong anh chị quý khách hàng góp ý để em hoàn thiện video hơn, và anh chị đăng ký kênh của em để em có thêm động lực và đón nhận những video mới hơn. Em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.